Kính thưa quý khán giả, người tuổi Bính Dần là những người có ngày sinh dương lịch từ ngày 9 tháng 2 1986 cho đến ngày 28 tháng 1 1987, cầm tinh con hổ trong 12 con giáp. Thiên can Bính kết hợp với địa chi Dần mang ý nghĩa là sơn lâm chi hổ, nghĩa là hổ trong rừng. Sinh năm 1986 mệnh hỏa, lưu trung hỏa, thì trong 12 con giáp tuổi Dần là những người có nhiều khát vọng, có mục tiêu lớn, họ dám nghĩ và dám làm để đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Trong năm 2024 này, tuổi Bính Dần sẽ có cơ hội thực hiện được những dự định đã ấp ủ từ lâu. Đối với Bính Dần đang làm ăn kinh doanh, buôn bán, thì năm 2024 có thể sẽ gặt hái được những thành quả nhất định. Đây là điều mà mệnh chủ xứng đáng nhận được sau những năm tháng cố gắng không ngừng. Người đi làm công ăn lương thì tự do và gặp được nhiều vận may, nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp. Và công việc thì tương đối hanh thông, thuận lợi và sẽ được nhiều điều như ý muốn. Vì công việc thuận lợi nên vận tài chính của người tuổi này cũng có phần dư dả hơn. Nhưng tuy nhiên, mệnh chủ nên quản lý chặt chẽ việc chi tiêu, có lối sống tiết kiệm, nên trân trọng tiền bạc để đạt được trạng thái an toàn về tài chính. Khi mà tài chính nó đã được vững vàng thì cuộc sống của quý bạn sẽ được thảnh thơi hơn, sẽ được chủ động hơn rất là nhiều. Và hơn nữa, ở độ tuổi này, nếu mệnh chủ muốn chuyển đổi việc làm, tham gia đầu tư thì sẽ có một nguồn vốn sẵn mà không phải vay mượn từ người khác. Trong gia đình, người tuổi Bính Dần là những người khá là nghiêm khắc. Bên ngoài thì họ rất là lạnh lùng, nhưng bên trong lại là người có trái tim giàu tình cảm và tình yêu thương. Trong năm 2024 là lúc mệnh chủ nên học cách bày tỏ tình cảm của mình ra bên ngoài và trò chuyện nhiều hơn với người thân trong nhà, thì như vậy mái ấm nhỏ sẽ càng thêm yêu thương và hạnh phúc hơn. Người tuổi Bính Dần sẽ phải chú ý tới sức khỏe nhiều hơn trong năm này. Mệnh chủ nên hạn chế làm việc quá sức, nếu không sẽ khiến cho tinh thần trở nên mệt mỏi và dễ rơi vào trạng thái tiêu cực. Để cuộc sống không bị ảnh hưởng chi nhiều thì Bính Dần nên cần chú ý nhiều hơn tới việc chăm sóc sức khỏe cá nhân, đặc biệt là phần thể chất, ăn uống điều độ và nên có thói quen ngủ sớm, tránh thức khuya. Nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi điều độ, hạn chế làm việc cường độ cao trong thời gian dài. Như vậy thì mệnh chủ mới có đủ sức khỏe để thực hiện các mục tiêu của mình trong năm Giáp Thìn và những năm sau đó. Và sao chiếu mệnh trong năm 2024 của tuổi này là sao Thị Dậu. Và đây là Phúc Lộc Tinh. Chủ về công việc, sự nghiệp sẽ được thăng tiến, những mưu cầu sẽ được tương đối thuận lợi. Người làm việc chăm chỉ, nỗ lực kiên trì, có mục tiêu rõ ràng mà gặp phải sao Thị Dậu chiếu mệnh thì lại càng thêm nhiều may mắn và gặt hái được nhiều kết quả tốt, của cải tiền bạc nhờ vậy mà bội thu hơn. Nhưng tuy vậy thì sao Thị Dậu cũng dễ nảy sinh nhiều chuyện thị phi, xuất hành đi xa thì nên cẩn trọng, chú ý an toàn của bản thân, miệng lưỡi thì nên hạn chế, tốt nhất là những vấn đề của mình không liên quan đến mình thì mình im lặng. Tiếp theo là vận hạn, thì tuổi Bính Dần sẽ gặp hạn thiên tinh trong năm này. Hạn này chủ về sức khỏe, nhất là các bệnh liên quan đến vấn đề tiêu hóa. Khi gặp hạn thiên tinh, nếu mình chủ lưu tâm đến sức khỏe, ăn uống lành mạnh chừng mực, ăn thực phẩm sạch, nguồn gốc có xuất xứ rõ ràng, hạn chế rượu bia và các chất kích thích thì sẽ giảm nhẹ được vận hạn của mình. Còn vận niên trong này, năm này là vận niên Trư Phùng Hỏ, tức là heo gặp lửa trở thành heo quay. Thì thời xưa heo quay là món vật tế thần trong các dịp tiệc trà cúng lễ, nên vận niên này nhắc nhở làm việc gì cũng cần cẩn trọng, suy nghĩ thấu đáo, không nên hấp tấp vội vàng, nóng vội thì dễ mang họ vào thân vậy. Tiếp theo là chúng ta cùng coi về tuổi hợp trong việc xông nhà của người tuổi này. Thì xông đắp đầu năm là một trong những phong tục cổ truyền được gìn giữ qua bao thế hệ rồi.
thì người xưa tin rằng vị khách đầu tiên đến xong nhà đầu năm là người mở ra cánh cửa may mắn, vượng khí cho năm mới. Chính vì vậy, ông cha ta rất là coi trọng việc xem tuổi xong nhà và lựa chọn người hiền lành, nhân hậu và tốt bụng. Thì trong 12 con giáp, tuổi Dần sẽ hợp với là tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Đó là nhóm nhị hợp Dần Ngọ Tuất, hoặc là tuổi Hợi nhị hợp Dần Hợi. Ngoài ra thì tuổi Bính Dần sẽ có mệnh hỏa nên sẽ hợp với những người mệnh mộc tới xong nhà. Cụ thể thì tuổi xong nhà cho gia chủ Bính Dần trong năm 2024 là Mậu Tuất 1957, Kỷ Hợi 1959, Canh Ngọ 1990, Mậu Dần 1998, Nhâm Ngọ 2002. Xem tuổi xong nhà đầu năm không phân biệt giới tính nam nữ, quan trọng đó là người đức độ, thiện lương, thân thiện thì sẽ mang tới nhiều phúc khí, vận may cho gia chủ. Tiếp theo sẽ là một xuất hành đầu năm trong 2024. Thì quý anh chị vào mùng 1 Tết nên khởi hành về hướng Đông Nam để đón tài lộc, hướng Đông Bắc để đón thủy thần. Chọn các khung giờ hành đạo như là giờ Dần là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, giờ Thìn từ 7 đến 9 giờ sáng, giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ và giờ Thân từ 15 đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ cho đến 19 giờ. Thì tuổi Bính Dần có thể chọn các ngày đẹp trong tháng Giêng, tức là tháng âm lịch, để xuất hành đi chùa vãn cảnh, thăm thân, được bình an, được thuận lợi. Và cổ nhân thì có câu ở hiền thì sẽ gặp lành, ý nói người sống có đúng đạo, ăn ở thiện lành, hành thiện tích đức, tâm sáng đức trong thì sẽ nhận được nhiều điều may mắn phước lành. Khi phước báu đủ đầy thì gặp tai ương vận hạn cũng sẽ vượt qua một cách bình an vô sự. Và nếu quý anh chị hiểu và ứng dụng được những điều này vào cuộc sống thì mọi việc tự khắc sẽ được hanh thông thuận lợi vô cùng. Người ta cũng hay nói rằng là đức năng thánh số, vậy nên phong thủy tử vi chỉ là chiếm 10% trong 100% cuộc sống của mỗi con. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho kênh xin một like và một lượt subscribe. Nếu quý anh chị có thắc mắc gì hoặc là có những câu hỏi gì muốn được giải đáp thì hãy để lại comment phía bên dưới video. Kính chúc quý anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt tấn tới.